Rồi ok, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Rồi thì clip hôm nay mình sẽ review tới các bạn ba con máy này nhá. À, mình sẽ test ba con máy này cho các bạn. Đây, ba con, rồi là ba con. Rồi vì là mình không có nhiều thời gian nên là mình sẽ test từng con máy nhá, nhưng mà mình sẽ chỉ mài một con thôi. Mình sẽ test cho các bạn là máy hoạt động ok, sau đó mình sẽ test mài cho một con thôi, chứ mình không có mài ba con liền. Rồi ok, thì cái này nó xe motor nó sẽ là ba ngựa nhá các bạn. Tốc độ là 2.900. Còn lô thì là lô 7100. Nhám cũng là xài 7 nhám 100 nhân cho 1600. Đây là nhám kim loại nha các bạn. Rồi ok, thì ba con đều như nhau cả. Rồi các bạn có thể thấy ở đây nhá, sẽ có những cái tay vặn màu vàng nhá các bạn nhá. Đó, cả ba cái luôn. Thì cái đấy nó sẽ để chúng ta chỉnh những cái độ nghiêng. Ví dụ như hai cái này nó sẽ quản lý cái độ radio của mặt vài này và cái độ nghiêng của nhám. Ví dụ mình đang để góc vuông này, mình đang để góc vuông 90 độ này. Các bạn có thể xả lỏng con này ra rồi các bạn nghiêng cái nhám đi, xem cái nhám nó sẽ vát theo chiều như vậy, tùy các bạn bao nhiêu độ các bạn tùy các bạn chỉnh. Rồi tiếp theo là cái này là sẽ quản lý cái độ nghiêng của mặt bàn nhé. Nhưng bây giờ mình đang để góc nó hơi vát vô này, đó giờ các bạn muốn thì bạn cứ gỡ lỏng này ra, rồi sau đó các bạn đấy mặt bàn tùy các bạn thôi, bao nhiêu độ thì các bạn cứ xoay mà chỉnh đấy thôi. Rồi sau đó siết nó sẽ chặn này lại. Rồi chỗ này các bạn thấy có tay vặn màu vàng là đều có thể chỉnh được hết nha các bạn nhé. Rồi, bật tắt thì cũng đơn giản thôi, các bạn cứ xoay ra theo chiều của nó trên đây này, trên kim đồng hồ này thì nó sẽ bật ra, máy nó sẽ chạy. Khi bạn tắt thì bạn ấn vào cái là xong. Rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn coi luôn nha. Đây. Rồi, các bạn lưu ý ở đây có một điều đó, ở đây nó sẽ có một cái tay mặn trong tay này. Đó. Tay mặn này sẽ quản lý cái độ ra vô của nhà nhá. Các bạn nhìn ở đây này. Các bạn nhìn ở mấy cái lô này, thấy chưa? Bây giờ khi mà mình chỉnh tay mặn nó sẽ ra vô khác nhau nha. Rồi bây giờ sẽ cho đi ra ngoài này. Rồi giờ sẽ cho đi vô trong nha. Rồi thì cái này tùy chúng ta căn chỉnh thôi. Đó, tùy mỗi người. Rồi, sẽ tắt nha. Rồi tiếp theo là con máy trong cùng. Đây, cái này thì cũng bật tắt đơn giản thôi, các bạn cứ bật thôi. Rồi chúng ta điều chỉnh gì tùy chúng ta thôi. Rồi lái ném. Rồi vô. Rồi ok nhé. Rồi thì các bạn nên đấu vào cái CB như mình này. Đấy, các bạn đấu vào một cái CB giống mình này. Đó, cho nó an toàn. Rồi, tiếp theo tới con máy này nhé. Mình sẽ test cho con máy này cho các bạn coi. Bật tắt nó nhẹ thôi, các bạn chỉ cần bật nó thôi. Rồi chúng ta sẽ chỉnh cái độ radio. Rồi ok. Đây, mình sẽ test con này nha. Rồi mình sẽ mài nhà sắt nha các bạn. Giờ sẽ mài tiếp nha. Rồi. Rồi ok, thì đây là toàn bộ quá trình mình test ba con máy này nha. Các bạn nghĩ gì về con máy này có thể để lại bình luận phía bên dưới cho mình nhé. Và bên mình cũng sẽ có nhiều những cái mẫu khác nhé. Ví dụ bản nem ngắn hơn này, hoặc là hai lô, hoặc là lô ngang. Thì tùy các bạn, tùy vào công việc chúng ta sử dụng, các bạn có thể lựa chọn những cái mẫu đấy ở trên web bên mình nhé. Có rất là nhiều mẫu, các bạn cứ lên đây các bạn tham khảo. Sẽ có đầy đủ hình ảnh và clip cho các bạn luôn. Rồi ok, còn clip này thì mình sẽ tạm thời mình sẽ xin dừng ở đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên vào lại nhấn một like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và nhớ bật thông báo cái chuông nhé, để khi nào bên mình ra những video tiếp theo nó sẽ thông báo liền cho các bạn luôn. Rồi còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.